Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin xuống âm phủ Phùng Quang Thanh vẫn còn ganh đua với Trần Đại Quang. Đám tang ông Phùng Quang Thanh không được Tổng Bí Thư đến viếng và không được cho an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch là một tín hiệu không hay. Một con người từng là Ủy viên Bộ Chính trị mà bị an táng tại một nơi lạc lõng thì thế nào cũng bị người đời gièm pha. Chính vì thế, để lấy lại uy tín thì chỉ có thể là xây lăng tẩm đổ sộ mới có thể gỡ gạc được chút nào. Về tiền thì gia đình ông Phùng Quang Thanh không thiếu. Vậy nên việc xây một khu lăng tẩm to đùng để che đậy những đối xử tệ bạc của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho ông Thanh là cần thiết. Đó thuộc về danh dự của một gia tộc. Việc thi hài ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng không an táng ở Nghĩa Trang Mai Dịch mà chôn ở Nghĩa Trang xã thì rõ ràng đây là sự sỉ nhục ghê gớm đối với ông cựu Bộ trưởng thất sủng. Với xe làm đường, xe giải nhựa hoành tráng, hứa hẹn một khu lăng mộ đồ sộ giống như cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Báo Đảng cho hay lễ tang theo nghi thức cấp nhà nước đối với ông Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra hôm 15 tháng 9. Theo đó, thi hải ông này được an táng vào chiều cùng ngày tại Nghĩa Trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh ở Hà Nội. Ông Thanh hưởng thọ 72 tuổi, vốn là Ủy viên Bộ Chính trị và mâm hàng đại tướng, nên đủ tiêu chuẩn để có một suất mai táng ở Nghĩa Trang Mai Dịch với một khuôn viên rộng lớn, nơi chuyên chôn cất cán bộ cấp cao. Có lẽ do sợ dư luận dị nghị và rút kinh nghiệm về những lần đưa tin về hậu sự của ông Võ Nguyên Giáp và Trần Đại Quang, truyền thông nhà nước không cho biết chi tiết về quy mô nơi xây lăng mộ tướng Phùng Quang Thanh. Đây là hình ảnh lăng mộ ông Trần Đại Quang. Báo Đảng trước đó cũng cho hay ông Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng qua đời tại nhà riêng sau một thời gian mắc bạo bệnh. Đáng lưu ý, trong lúc truyền thông nhà nước dành nhiều mỹ từ ca ngợi binh nghiệp của vị bộ trưởng, công luận lại nhắc lại những phát ngôn gây tranh cãi và di sản không đáng tự hào và phong tướng cho hàng trăm người của ông này khi còn đang lặng tại vị. Và dư luận cho rằng các quan chức cộng sản thường khi chết đều rất muốn nằm lăng. Càng lên ngôi cao thì càng muốn biến mình thành vua, thành chúa như thời ngày xưa. Đấy là một trong những sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam hiện nay. Ngay cả một ông quan thất sủng cũng muốn khi chết cũng nằm trong lăng như lãnh tụ cộng sản thì đủ hiểu bệnh quan liêu của quan chức cộng sản còn nặng nề hơn quan chức thời phong kiến. Tương phản với cái bài báo ca ngợi trên báo Đảng, ông Phùng Quang Thanh trong mắt công luận là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thân Trung Quốc. Dù có xây lăng mộ hoành tráng thì con người ông cũng chẳng có giá trị gì trong lòng dân. Nghi thức lễ an táng rất long trọng, tuy nhiên về thực chất thì đó chỉ là hình thức. Nếu không tổ chức long trọng thì lời đồn về một ông tướng thất sủng lại bùng lên, đó là điều mà gia đình ông Phùng Quang Thanh không muốn. Và với lăng mộ thật to thì không ai nghĩ rằng ông Phùng Quang Thanh là ông tướng thất sủng cả. Đó là hình thức để che đậy. Gia đình ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dùng tiền để che đậy đi cái ô danh của ông. Đây là hình ảnh xe trải thảm nhựa đường, con đường vào khu lăng mộ của ông Phùng Quang Thanh. Ông Thanh vốn là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 10 và 11 và mâm hàm đại tướng, đủ tiêu chuẩn để có một suất an táng ở Nghĩa Trang danh giá với tên Mai Dịch, nơi chuyên chôn cất cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Thanh bị từ chối năm công đồng chí, đồng đội trong lúc một suất ở Mai Dịch, lâu nay vốn là niềm tự hào của nhiều gia đình quan chức, đảng viên ở Hà Nội. Và câu hỏi bây giờ dư luận đặt ra rằng phải chăng gia đình ông đang muốn phải bằng Trần Đại Quang mới được? Ông Trần Đại Quang là người đi sau mà đến đích trước. Về phần sự nghiệp chính trị, ông Trần Đại Quang vào Bộ Chính trị sau ông Phùng Quang Thanh một khóa. Tuy nhiên, ông Trần Đại Quang thì lại vào tứ trụ, còn ông Phùng Quang Thanh thì không. Khi leo lên chức Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang đã là người thành công hơn ông Phùng Quang Thanh. Tuy nhiên sau đó, ông Trần Đại Quang lại đi chầu Diêm Vương sớm hơn. Đấy lại là lần đến đích sớm hơn của ông Quang, nhưng là cái đích mà ai cũng không muốn. Ông Trần Đại Quang khi chết là đương kim Chủ tịch nước, chức vị cao hơn ông Phùng Quang Thanh. Và gia đình ông Quang cũng xây khu lăng mộ cho ông Quang đến 5,5 hectare đất. Ông Phùng Quang Thanh cũng sẽ được xây cất lăng, nhưng chưa biết xây lớn hay nhỏ hơn lăng của ông Trần Đại Quang. Cũng theo nguồn tin riêng cho biết,
thì lăng mộ dự kiến của ông Phùng Quang Thanh là 2,5 hectare đất, ít hơn một nửa so với lăng của ông Trần Đại Quang. Đấy là cái thứ thua thứ nhất. Tuy nhiên về quy mô công trình thì như thế nào, chưa thể khẳng định lăng của ông Phùng Quang Thanh nhỏ hơn lăng của ông Trần Đại Quang được. Biết đâu diện tích xây dựng thì nhỏ, nhưng công trình bên trong thì lại hoành tráng hơn thì sao? Có lẽ do sợ dư luận, dị nghị và rút kinh nghiệm về những lần đưa tin về hậu sự của Võ Nguyên Giáp và Trần Đại Quang, truyền thông nhà nước không cho biết chi tiết về quy mô nơi xây lăng mộ của ông Phùng Quang Thanh. Đây là hình ảnh khu nghĩa trang riêng của ông Phùng Quang Thanh ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cũng theo nguồn tin cho biết, đó là nghĩa trang riêng của gia đình ông Phùng Quang Thanh, nằm cạnh nghĩa trang của xã, đã được xây dựng từ trước đây nhiều năm, rất to và đẹp. Cứ như là gia đình ông Phùng Quang Thanh đã chuẩn bị xây lăng cho ông Thanh từ rất lâu rồi. Chọn lựa của ông Thanh được cho là đang cạnh tranh với ông Trần Đại Quang. Gia đình ông này từ chối chuyện hậu sự ở Mai Dịch để xây lăng. Và lãng phí tiền của dân như thế nào? Thực ra những lăng mộ to như vậy chỉ làm cho người dân mất đất canh tác, tốn tiền dần vô ích. Luật pháp có quy định về diện tích dành cho mộ rồi, chỉ chừng 3 mét vuông là được. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam thì vẫn dẫm đạp lên pháp luật mà đi. Mộ của Trần Đại Quang có chiều dài của khu mộ dọc theo con mương kẻ đá trên dưới 600 mét. Còn chiều rộng kéo từ bờ mương đến hết phần tiếp giáp ruộng lúa thì khoảng 100 mét. Tính khiêm tốn thì khu mộ của Chủ tịch nước rộng khoảng 55.000 mét vuông, tức là 5 hecta rưỡi đất. Một người sống trong lòng dân thì thậm chí chẳng cần phải có mộ. Người dân thường chỉ cần 3 mét vuông. Một vị chủ tịch nước nếu nhân số đó với 100 lần, tức là khoảng 300 mét vuông, đã là một con số kinh hoàng. Nhất là vị chủ tịch nước ấy từng thề suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, chiến đấu hy sinh cho nhân loại, cho giai cấp cần lao, không màng vinh hoa, bổng lộc, sống đã như thế nào thì chết về với cát bụi lại càng phải giản dị. Sống đã hy sinh vì dân, lo trước cho dân, hưởng sau dân thì chết lẽ nào như những lời đồn đại, chỉ vì lăng mộ mà khiến hàng trăm người dân vĩnh viễn qua các đời không có đất để cày ruộng. Đây là hình ảnh tang lễ của ông Phùng Quang Thanh. Điều này chỉ báo cho thấy những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay trí tuệ rất thấp, nhân cách văn hóa không có gì nên mới hành xử kiểu như vậy. Không chỉ riêng vụ ông Trần Đại Quang mà chế độ này, cái nền văn hóa cộng sản, nó thúc đẩy người ta càng đi tới cái siêu phong kiến. Càng lên ngôi cao thì càng muốn biến mình thành vua, thành chúa như ngày xưa. Điều này để lại tiếng xấu và gieo vào lòng người hình ảnh rất xấu. Đấy là một trong những sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Nó không tạo dựng được những con người của văn hóa, của văn minh, hiện đại, dân chủ, mà nó đưa con người tới thụt lùi, thoái hóa, trở về với vua chúa phong kiến, độc tài và tàn ác như xưa. Đây là một nghịch lý trong xã hội Việt Nam hiện nay. Một bên thì lãnh đạo, những người tự nhận là đầy tớ của nhân dân, nhưng lại chiếm trệ như ông vua chúa. Còn một bên, số đông thì người dân vẫn còn nghèo khổ, không đủ ăn và trẻ em nhiều nơi không được tới trường. Và trong những ngày đại dịch Covid-19 quần thảo dữ dội, dân chết đến vạn rưỡi người, hàng ngàn trẻ em mồ côi cha mẹ vì bố mẹ chúng cũng đã chết, hàng triệu dân nghèo không có tiền cho ăn hai bữa mỗi ngày. Ấy vậy mà, quan to xây lăng tẩm thì có thể nói không còn gì khốn nạn bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2021 với bản tin Xuống âm phủ, Phùng Quang Thanh vẫn còn ganh đùa với Trần Đại Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.